Mua bán xe cũ, xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh. Và hôm nay thì kênh mua bán xe cũ sẽ cập nhật mang tới cho anh chị và các bạn thông tin về một chiếc xe 7 chỗ. Trong cái tầm giá hơn 700, anh chị và các bạn có thể sở hữu một chiếc xe bản full cao cấp nhập khẩu nguyên chiếc Thái Lan. Và chiếc xe anh chị và các bạn đang nhìn thấy đây là một chiếc xe Honda CR-V phiên bản N, bản cao cấp nhất. Với phần bản N thì anh chị bạn có thể dễ nhận dạng biết được là bản cao cấp hay bản thường. Ở hệ thống bóng đèn LED cũng như là hệ thống cửa sổ trời, hệ thống mâm. Và đây là những cái chi tiết anh chị bạn có thể thấy qua từ phần đầu xe, nổi bật với những cái chi tiết giải LED daylight, hệ thống bóng đèn LED, đèn gầm sương mù dạng LED, là những cái chi tiết mặt lưới tản nhiệt, sơn si, mép nối mép cản của chiếc xe vẫn còn rất đẹp. Anh chị và các bạn quan tâm có thể qua trực tiếp cửa hàng Auto Tùng Lâm số 77 Vũ Đức Thuận, Long Biên, Hà Nội để có thể xem xe và trải nghiệm anh chị nhé. Với một dàn lốp của chiếc xe trang bị cho anh chị và các bạn dàn lốp mít với mâm hợp kim. Đết lốp của chiếc xe là tuần thứ 7 của năm 2019, một dàn lốp liền đời. Kích thước lốp, kích thước mâm của chiếc xe trang bị là mâm hợp kim 18 inch. Với những cái chi tiết gương kính chỉnh điện tích hợp báo rẽ và có những cái phần lẹp mạ, dán kính, thảm trải sàn được trang bị đầy đủ rồi. Bác chủ bác đi cũng khá là giữ gìn. Mọi đường nét của nó thì vẫn giữ được độ đẹp và độ hoàn hảo cao. Chất lượng từ những cái phần như là hệ thống đèn hậu này, rồi những cái chi tiết như là con mắt cảm biến, hệ thống ống xả, hai bên cân xứng, cam đùi, đèn cảnh báo được trang bị đầy đủ. Cái cốp sử dụng là hệ thống cốp điện anh chị ạ. Với một cái không gian cốp của chiếc xe thì nó cũng rất là rộng rãi khi anh chị và các bạn không cần đến hàng ghế thứ ba. Còn khi dựng hàng ghế thứ ba lên thì nó cũng khá là chật hẹp. Đây là những cái phần đường nét để có thể biết được là phần đuôi có bị đâm va hay tháo giã không, từ những phần keo chỉ và những cái phần chi tiết ốc bản lề. Đấy, những cái chi tiết tổng quan thì em quay đầy đủ. Hệ thống ống hút đèn của chiếc xe, mọi chi tiết vẫn giữ được độ hoàn hảo cao. Không gian bên trong thì cũng rất là rộng. Chiếc xe được bác chủ bác ý ốp chống xước tất cả các vị trí của chiếc xe rồi. Đấy, bác ý cũng rất là giữ gìn, chăm chút cho chiếc xe. Và bây giờ thì em sẽ mời anh chị và các bạn cùng ngắm qua về không gian nội thất bên trong hàng ghế thứ hai của chiếc xe, với những phần cánh cửa, các chi tiết bọc da ốp xả phần gỗ, keo chỉ đính tán, tất cả các chi tiết rất là hoàn hảo. Cái mức tiêu hao nhiên liệu của chiếc xe này thì nó cũng rất là phù hợp cho anh chị và các bạn di chuyển trong phố hay đường trường, với cái mức tiêu hao nhiên liệu là 8,9 lít cho đường trong đô thị và 5,7 lít cho đường ngoài đô thị, 6,9 lít cho đường kết hợp. Một cái khối động cơ của chiếc xe sử dụng là máy 1.5 turbo, cho anh chị và các bạn cái khả năng vận hành vừa tiết kiệm và máy lại cũng cảm giác lái cũng rất là tốt. Không gian ngồi hàng ghế thứ hai rộng rãi thoải mái cho 3 người ngồi. Và cùng đi tiến tới không gian khoang lái của chiếc xe để anh chị và các bạn có thể ngắm sơ qua về hiện trạng của chiếc xe anh chị nhé. Đây là những cái phần như hệ thống cánh cửa, keo chỉ, hệ thống táp ly, những cái chi tiết này để đánh giá độ hao mòn, phím bấm này. Đấy, rồi những cái chi tiết tay nắm cửa. Bên trong đây là với những phần con ốc bản lề và những cái chi tiết hệ thống bậc lên xuống, ghế ngồi chỉnh điện, đa hướng, có bơm hơi lưng. Và đây là cái vi năm sản xuất của chiếc xe anh chị này. Đấy, rồi những phần cột kèo, các chi tiết về ốc bản lề. Nó vẫn giữ được độ đẹp. Các chế độ tắt cảm biến này, anh chị bạn có thể tắt này. Trông trơn trượt. Và những cái phần như là hệ thẻ nhắc bảo dưỡng của chiếc xe anh chị này. Đấy, chính hãng luôn anh chị nhé. Đèn auto, gạt mưa auto, vô lăng tích hợp các phím điều chỉnh chức năng, có lẫy chuyển số. Phía sau là cụm đồng hồ hiển thị thông tin với thông tin sắc nét và số km của chiếc xe đã lăn bánh là hơn 59.000 km. Màn hình giải trí tích hợp đầy đủ tiện nghi, tiện ích, đề lổ này. Rồi điều hòa, các chế độ phanh tay điện tử back hold. Đấy, đường nét tổng quan chi tiết của chiếc xe thì em cũng quay rõ cho anh chị và các bạn có thể tham quan. Khi anh chị và các bạn xem cảm thấy ưng thì mình có thể liên hệ theo số điện thoại trên màn hình, ta cùng trao đổi. Với khối động cơ của chiếc xe, em sẽ mời anh chị và các bạn cùng nghe tiếng động cơ và kiểm tra máy móc. Với những phần nắp capo, các chi tiết ốc bắt bèo này, rồi những các chi tiết là hệ thống máy móc, ốc mặt máy, ốc chân máy, tất cả các chi tiết này để anh chị và các bạn có thể đánh giá được là hiện trạng của chiếc xe có bị đâm va hay bị tháo giã hay không. Keo chỉ, keo mặt máy vẫn còn nguyên.
những phần ốc thêm răng, các chi tiết vẫn còn phải sơn của nhà sản xuất. Với chiếc xe em đã giới thiệu anh chị và các bạn, đây là chiếc xe Honda CR-V phiên bản N. Bản cao cấp hiện đang được chào bán với mức giá 785 triệu, còn thương lượng có hỗ trợ đầy đủ các thủ tục sang tên di chuyển, giao xe toàn quốc cho anh chị và các bạn đang có nhu cầu. Rất cảm ơn chị và các bạn đã dành thời gian quan tâm và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo của kênh Mua Bán Xe Cũ.